bự luôn nha mọi người ơi. Mấy bạn đừng chọn size M, chọn size S thôi mọi người nhìn nè. Nếu mọi người mặc size M nó sẽ trông to như thế này mọi người thấy không? 1m55 và 55kg. Mọi người mặc size này là quá bự luôn á. Thiệt, quá bự luôn. Rồi, 1m6 50kg size gì? Size S. 1m6 50kg size S cho Trúc Đào nha. Chị ơi, cho em coi chiếc vải áo chị mặc được không? Áo của Trúc Đào mặc là size S. Rồi, mấy bạn mà Trúc Đào cam kết luôn nha, mọi người mua trên tất cả các nền tảng khác ngoài TikTok Shop trên phiên live của Trúc Đào, mọi người sẽ mua giá cao hơn, không có giá 135.000 đâu. Nè mấy bạn ngon thấy không? Trúc Đào thấy điểm cộng của nó là mấy cái viền này nè, nhìn đẹp phết. Rồi, 05 đi chị, 05 là cái con mẫu hoodie. 05 là con mẫu hoodie á. Rồi, đây đây 1m55 80kg mặc cho Trúc, 1m55 80kg thôi cho Trúc Đào là size L là ok. 80kg size L được không anh? 55kg hả? Size L được. Size L ok nha. Rồi bạn Hoàng Phúc ơi, một mấy bạn Hoàng Phúc size M. Rồi giờ là chỉ có thời gian này là mấy bạn ưng mẫu mã nào là chốt liền mẫu mã đó thôi nha mọi người. Chỉ còn tầm 13 phút nữa thôi là tôi xuống like rồi. Đó đó mọi người tranh thủ giúp tôi nha, tranh thủ liền giúp tôi đi. Nha. Mặt không tôi bấm sai cho mọi người nhiều nữa đâu nha. Mọi người nhanh chóng đi nè. Em đang mặc là cái mã 03. Ủa cái áo nãy đâu? Áo trong dở không? Là tôi cũng đang mặc không hợp luôn nhưng mà cái con 03 là con xích đang chờ luôn mọi người. Đúng rồi mọi người ơi, chúng ta đang mặc size M, đừng mặc size M bự lắm nha. 1m55, 55kg mặc size S cho chúng ta thôi. Nhà Sad Boy ngày hôm nay deal độc quyền nha cả nhà, còn đúng 10 phút cuối cùng cho mọi người. 10 phút nữa. Rồi, bảo buồn ơi, 1m70kg ha, mặc giúp mình là size M thôi. Size M thôi nha bạn ơi. Đó, mét 7 là size M thôi nha. Mét 7 80kg là size M thôi. Thích rộng rãi lên size L luôn chúng tôi cũng được nha. Rồi 31 hiện tại là giờ là chỉ có thời gian cho mọi người chốt đơn thôi nha mọi người. Em không còn nhiều nữa đâu nha. Không còn nhiều sản phẩm để cho mọi người suy nghĩ nữa nên mọi người phải chốt đơn này giúp em đi. Có tầm 12 phút nữa thôi là em xuống tay rồi. Nên mọi người phải tranh thủ giúp em. Dạ rồi, lẹ lên mọi người ơi, lẹ lên nha. Lâu quá mới thấy bé nhớ ghê, tại vì mọi người không có bấm theo dõi em nên mọi người không thấy á. Rồi mặc 01 đi bạn. 01 là bên trong của em á, em đi mặc chồng bên trong á, không có dở lên được. Dở lên được không anh? Dở lên nha. Có dở lên không? Không, không dở được. Rồi không có dở lên được. 01 mà đem mặc bên trong. Ngại lắm. Em 1m55 và 55 cân, hiện tại chúng ta đang mặc size M ạ. Size M rất là bự nha mọi người, lưu ý nha. Khi mọi người mua về, mọi người sẽ thấy cái form rất là ui, 200 bạn bỏ vô giỏ hàng rồi. 200 bạn bỏ vô giỏ hàng con mẫu này rồi nha. Cán mốc ngày hôm nay 200 bạn bỏ vô giỏ hàng rồi mọi người ơi. Ơi 200 bạn rồi nha mọi người ơi. Chốt chút đều nha. Nam mặc được không? Dạ được, nam mặc được luôn mọi người ơi. 1m5 là 55kg mặc size M. Bây giờ tại vì sáng em học, chiều em về rồi. Ok. Rồi chúc Trúc Đào, mấy bạn ơi comment tiếp đi, Trúc Đào tôi vẫn sai lẻ nè. Rồi 1m7 và 65kg nha, nhím cô đơn ơi. Bạn mặc tiếp mình là size M thôi nha. Mẫu 32 đi chị luôn ơi, đợi tôi xíu nha. Tại vì giờ là còn có 10 phút cho mấy mọi người chốt đơn thôi. Nên tôi phải tư vấn nhanh cho mọi người, tôi sẽ không lên đơn nữa nha mọi người. Đúng rồi. Mọi người thấy vô cửa hàng này ưng mẫu mã nào là chốt tiền với tôi chỉ giờ là tư vấn sai thôi nha. 1m65, 65kg mấy giúp mình size M luôn nha bạn ơi. Rồi mét 73 là 55kg nè Long Quốc Boy ơi. Mặc giúp mình là size M rộng rãi thoải mái nha. Còn không được muốn fit người thì size S lên nha Long ơi. Rồi Quang Báo 1m7 nè. 1m7 70kg. 1m7 60kg. Bạn mặc giúp mình là size S là ok nha. Size S là ôm người, còn mà thích rộng rãi là size M luôn nha. Quang Báo ơi, lẹ lên nha mọi người ơi, lẹ lên nha. Không còn nhiều nữa đâu nha mọi người. Rẻ vậy hàng phay heavy gì chị chợ nữa. Cái vấn đề nan giải mà nãy giờ giải thích hoài luôn. Chiêu cái bản được không? Mọi người thấy không? Đọc quyền đi like và đọc quyền cái trên Trúc Đào mới có cái giá này nha mọi người ơi. Đó, chỉ có bên mình mới có thôi, còn không có ở đâu mà có được hết. Nên mọi người nha, đảm bảo giúp mình là hàng chính hãng nha, hàng riêng nha mọi người ơi, 100% nha. Rồi mọi người ơi. Mẹ. Rồi, ngủ. Rồi, Trúc Đào 1m55 và 55 cân nha. Rất là mệt rồi. Ngủ đi ghế mà. Rồi, sao hay vậy quá à? Tao ngồi đi giỡn. Em biết mà. Rồi. Rồi, một ngày. Trúc Đào đang mệt. Tôi sao tán được bé thì đi sớm. Trời ơi, thích thì lên tán nữa thôi. Ê, nói tán cho mấy bạn lên kiểu vậy. Rồi, đó. Rồi, 1m55 à. Size S nha bạn ơi.
1m55 48kg mặc size gì? Bệnh theo hay